Sư cho con hỏi một câu hỏi với hai ý như sau. Thứ nhất, trong các loài ngạ quỷ thì chỉ có một loài duy nhất nhận được phước báo hồi hướng do loài đó trú xứ của họ gần gũi với xã hội loài người. Vậy các loài ngạ quỷ còn lại họ ở đâu? Thứ hai, Đức Phật đản sanh ở Nam Thiện Bộ Châu chúng ta, vậy những thế giới và vũ trụ khác có giáo pháp không? Xin thưa là sư đã nói là quý vị chỉ hỏi từng câu hỏi một. Cho nên nếu mà quý vị hỏi hai ý, cái này giống như mình chơi ăn gian á. Quý vị hỏi hai ý thì sư chỉ trả lời một ý thôi. Tại vì sư đã nói quý vị chỉ gửi một câu hỏi, mà quý vị gửi hai câu thì sư chỉ trả lời một câu thôi nha. Thì câu đầu là bây giờ các loài ngạ quỷ còn lại ở đâu? Thì xin thưa các loài ngạ quỷ á, họ ở trong các cõi dục giới, tức là họ ở chung với cõi người cũng có, và một số con ngạ quỷ có thể ở cõi tứ thiên vương hoặc là ở cõi đau lợi vẫn có. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.